Gì buồn vậy con? Nhìn là hiểu rồi. Rớt nữa hả? Ừ. Con nhầm nhò gì? Rớt chỗ này ta tìm chỗ khác. Thua keo này ta gầy keo khác. Đừng buồn nha con. Mẹ nói thiệt á, nghe mỗi lần mà con cầm hồ sơ đi xin việc là mẹ thấy chị rớt rớt mắt rồi. Tại con nhỏ đó ơi. Tại nó mà mình mới bị rớt phỏng vấn. Con sẽ lột con tôm với chị ra. Ai mượn? Cảm động quá hả? Sao vậy? Ai mượn em lột tôm? Chị muốn tự lột hả? Lột tôm chọc quê chị hả? Ngoan ngoãn một mình đi. Trời ơi Phi ơi Phi, mẹ không biết con phải là anh của con Mỹ không nữa. Em mình nó đang buồn thì sáng giờ con không an ủi nó mà con sát muối vào trái tim của nó nữa là sao? Mẹ, con phải la nó như vậy để cho nó hiểu được là chỉ có một cái vụ mà rớt phỏng vấn nhỏ xíu vậy thôi, không thể nào kéo tâm lý gia đình một cách đi xuống như vậy được. Chẳng còn thời gian để ta.